Lâm Khánh Chi nói về tin đồn ly hôn chồng, tôi đã dọn về nhà bố mẹ đẻ được mấy hôm rồi. Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi đã dọn về nhà mẹ đẻ sống, còn ông xã Phi Hùng ở nhà của hai vợ chồng. Cô cho biết sức khỏe mình rất yếu, đang phải truyền nước biển sau biến cố vừa qua. Vợ chồng Lâm Khánh Chi được cho là trục trặc hôn nhân khi mới đây ca sĩ chuyển giới này mượn lời bài hát để bày tỏ tâm sự. Có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta xung vầy. Tuy chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng đã cho thấy mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và chồng trẻ kém 8 tuổi Nguyễn Phi Hùng gặp trục trặc. Xem lại lịch sử chỉnh sửa của Lâm Khánh Chi, công chúng còn bất ngờ hơn khi cô đề cập chuyện dọn về nhà ba mẹ đẻ sống. Người đẹp chuyển giới chia sẻ, có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta xong vầy, Khánh Chi dọn đồ về nhà ba mẹ ở đây. Chiều 13 tháng 4, chia sẻ với phóng viên Người Đưa Tin, Lâm Khánh Chi cho hay, từ qua đến nay, nhiều người liên lạc với tôi để hỏi về chuyện riêng, nhưng tôi mệt nên không trả lời được, cũng không muốn nói nhiều về chuyện riêng. Tôi chỉ chia sẻ một điều, đúng là tôi mới dọn về nhà bố mẹ đẻ để nghỉ ngơi, tịnh dưỡng. Vài ngày nữa khỏe hơn, tôi sẽ chủ động kể hết câu chuyện của hai vợ chồng. Và chia sẻ lý do tôi về nhà bố mẹ ruột mình vào lúc này. Tôi và anh Hùng tạm thời không sống chung nữa. Anh Hùng vẫn ở lại nhà cũ của chúng tôi để trong cô súp thời trang mỹ phẩm. Tôi đang buồn và mệt nên không nói gì nữa đâu. Nữ ca sĩ chuyển giới chia sẻ thêm, cô bị sốc thuốc do uống giảm đau. Loại thuốc này chỉ được uống khi no. Nhưng vào cuối tuần qua, Lâm Khánh Chi đã uống lúc chưa ăn gì, dẫn đến co giật, tay chân bủn rủn không thở được. Cô cho biết hiện tại sức khỏe vẫn còn yếu, còn phải truyền nước biển. Hồi tháng 1 năm nay, vợ chồng Lâm Khánh Chi còn cuống quýt mặn nồng. Họ tổ chức tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới, kết hợp làm hôn lễ hoành tráng cho 10 cặp đôi trong cộng đồng LGBT hôm 11 tháng 1. Trong sự kiện, Lâm Khánh Chi gặp lại người yêu cũ. Nhưng ông xã không ghen, mà còn ủng hộ vợ tổ chức đám cưới cho tình cũ. Ca sĩ chuyển giới Tình Hạnh Phúc chia sẻ, chồng trẻ rất hiền và luôn yêu chiều cô. Tổ ấm của họ thêm trọn vẹn khi có thành viên mới là bé Thiên Long. Từ cuối năm 2018, nhóc tì chào đời bằng phương pháp mang thai hộ tại Thái Lan. Lâm Khánh Chi tên thật là Huỳnh Phương Khanh, sinh năm 1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Từng là ca sĩ được yêu thích những năm 2000 với nghệ danh Lâm Chí Khanh. Năm 2012, ca sĩ thừa nhận đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính và lấy nghệ danh là Lâm Chí Khanh. Đầu năm 2016, cô đổi nghệ danh là Lâm Khánh Chi. Chồng cô tên Phi Hùng, sinh năm 1985, quê gốc Nam Định và kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh. Mối quan hệ của họ được gia đình hai bên ủng hộ. Họ làm đám cưới vào cuối năm 2017. Thời gian qua, cả hai thường xuyên chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào hạnh phúc bên nhau.